Kính chào quý vị, tôi đang ở huyện Cầu Ngang của tỉnh Trà Vinh, đang lúa thu đông và bị mưa dập tan tác, và nông dân của mình đã rút nước ra. Như thế này là tương đối là tốt, đó là rút như vậy thì là đúng kỹ thuật, và như vậy thì nếu trường hợp này bà con rễ phân thì nó có những cái ưu điểm gì, chắc chắn là sẽ giúp, hy vọng là mình sẽ giúp được cho nó ra rễ, cho nó dưỡng xanh lá lại, nó phục hồi lại. Nhưng ngược lại là có những cây nó liêu tiêu như thế này, nó không có bám rễ được, thì cái vấn đề mà chúng ta có rễ phân nó cũng không có khác biệt lắm. Thứ hai nữa là sau khi chúng ta đưa phân vô thì cái để phân nó tan ra, nó hao hụt rất là nhiều, rất là nhiều. Thì riêng tôi thì khuyến cáo là trước khi rễ phân chúng ta nên phục hồi nó trước bằng hệ thống là dinh dưỡng qua lá trước, bằng cái sản phẩm là siêu lân bò của Italia. Chúng tôi nhập khẩu nguyên liệu này từ Italia về ha, và sang chai đóng gói. Tính năng của nó gì? Hạ phèn, giải độc và ra rễ, đẻ nhánh. Đó, thì thành phần của nó là gì? Là đạm dễ tiêu 7,5%, lân dễ tiêu 27%, bò là 8,5%, và kẽm. Thằng này giúp cho xanh lá, ra chồi và đẻ nhanh cực kỳ, cực kỳ. Thì trong trường hợp này nó bị nước đè, nước chụp, mình dân địa phương mình gọi là nước chụp vậy, là nên xài cái này phun gói mình phun cho nó hấp thu vào lá trước, cho nó ra được một cái đột mới, ra được một đột mới, và để nó mới đâm ra, nó bám đất, thì lúc đó mình bón phân nó mới đạt hiệu quả cao ha. Thì kế của chúng tôi là gói siêu lông bò này, ăn gói ăn bịch, cho bịch 25 lít, phun cho công luôn, để vô trường hợp lúa lớn hơn, muốn cho nó đâm cho nó nhánh, có thể có những đời sâu bệnh thì nó phải phối chung bình thường, Đây là cái hiện trạng ha, đó, thấy không? Đi thử này ở vùng Trà Vinh mình á, là bị cái này rất nhiều, mà không riêng Trà Vinh đâu. Cái thời tiết này là ai xả gì đoạn này là tỉnh nào cũng bị hết, chứ không có riêng gì Trà Vinh mình ha quý vị ha. Đi từ ruộng khu này cho qua khu kia cho quý vị xem. Nè ha. Nó xịu luôn, cây lướt phước, ấm nhôm ấm nheo. Rồi, cũng cùng một điều kiện như nhau mà có cái xài thằng quỷ này. Có sàn thằng siêu lông bo này, Italia này, thì nó lại khác ạ. Thấy không? Khác không? Đây. Đây ha, cho coi. Nói có sách mới có trứng nha. Đó. Khác không ạ? Cùng một điều kiện như nhau là thằng này lướt không nổi. Đây nè, hoặc là không, nằm xe lái trên nè. Đó, thằng này dược bình thường, thấy không? Đó là sự khác biệt ha, giữa có và không sử dụng siêu lông bò. Bên tay trái là không, đây, và bên tay phải là có sử dụng siêu lông bò. Này gói bình 25 lít cho công nha quý vị. Chúng tôi nhập từ Ý về, nếu quý vị quan tâm liên hệ với chúng tôi qua số máy 0949 237 249. Goldfield lắng nghe và chia sẻ.